Facebook gặp lỗi lạ, cứ vào tài khoản của ai là sẽ tự động gửi lời mời kết bạn. Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã xôn xao trước thông tin Facebook gặp lỗi kỳ lạ khiến nhiều tài khoản nhận được lời mời kết bạn từ những tài khoản lạ. Cụ thể, vào chiều ngày 12 tháng 5, một số người dùng Facebook đã đăng tải lên trang cá nhân phàn nàn về tình trạng nền tảng tự động gửi lời mời kết bạn cho những tài khoản không quen, dù chủ tài khoản không hề mong muốn. Cụ thể, khi người dùng vô tình bấm vào một bình luận từ người lạ không quen biết và truy cập vào tài khoản của người lạ đó thì đồng thời một lời mời kết bạn được gửi đến chủ tài khoản kia. Điều này đã dẫn đến không ít rắc rối vì nếu bấm hủy lời mời kết bạn thì nền tảng này sẽ hiện ra dòng thông báo: "Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu này ngay bây giờ, vui lòng thử lại sau." Theo ghi nhận của một số tài khoản, tình trạng lỗi trên chủ yếu xảy ra trên ứng dụng Facebook được cài đặt trên điện thoại. Hiện tại đã có vài trăm báo cáo lỗi liên quan đến ứng dụng Facebook, trong đó có 66% gặp sự cố với ứng dụng, 25% liên quan đến website và 9% không thể đăng nhập. Được biết, đến khuya ngày 12 tháng 5, tình trạng lỗi như trên vẫn còn xuất hiện, phía Facebook vẫn không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự cố trên.